Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức buổi họp báo hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 3 năm 2014 do Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn và Trường Quốc tế Hồng Bàng tổ chức. Chủ đề của cuộc thi năm nay là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công cuộc dựng xây và đổi mới đất nước. Hội thi đã thu hút 23 đơn vị trường học trên toàn quốc với khoảng 500 thí sinh dự thi. Từ hai bảng A dành cho các học sinh sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng trung cấp và bảng B gồm sinh viên học viên của các chuyên ngành âm nhạc, nghệ thuật. Ban tổ chức sẽ chọn ra 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và nhiều giải thưởng phụ khác cho các tiết mục xuất sắc. Hội thi tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 3 năm 2014 sẽ bế mạc vào ngày hôm nay 29 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.